bánh bột gì đó, bánh bột gì đó. Chứ không phải hình thang nữa. Phiếu 50 ngàn rồi dán lên ngực. Ừ. Muốn ăn nhiều ăn hả? Ừ. Ăn từ sáng tới chiều luôn. Ừ đó, để ở trong này nha, đừng ra ngoài. Ở trong này hoài vậy đó, từ sáng tới chiều ở đây. Thì tới thì chiều rồi ăn gì ăn. Bắp phê này ta. Thank you.
bò nướng. Cái này bánh đậu xanh nước. Cái này bánh bò. Có bánh đậu. Đây bè. Làm sao? Đây, hai cái phiếu, mỗi phiếu 50.000. Quay đi rồi dán lên trên ngực. Để đi lấy đồ ăn. Đúng mà, nó phải hình giống như là bánh bò gì đó. Bánh bò gì đó. Nó không phải hình thang nữa. Phiếu 50.000 rồi dán lên ngực. Ừ. Muốn ăn nhiều ăn hả? Ừ. Ăn từ sáng tới chiều luôn. Ừ đó, để ở trong này nha, đừng ra ngoài. Ở trong này hoài vậy đó, từ sáng tới chiều ở đây. Đi tới đi xuống đó rồi muốn ăn gì ăn. Buffet này tới mấy giờ mới nghỉ chị? Hả? Buffet tới 7 giờ em. 7 giờ nhưng mà tới Tết thì 9 giờ. Nhưng mà từ đây mấy cái ngày lễ Tết là thì 9 giờ. Còn ngày thường thì 7 giờ. Dạ, 2 ngày. Vậy là ông ngồi đây ông ăn đi, ông ăn tới 7 giờ mới về. Dạ. Còn lấy mơ em đi giờ này em ở tới 7 giờ em được mà. Dạ. Vậy là thứ bảy với chủ nhật thôi. Ừ, thứ bảy chủ nhật. Rồi bắt đầu từ Tết thì lễ này thì mình lễ mình sẽ đổi lại nghĩa là cho tháng nhiều hơn. Bánh đậu xanh. Như đây bánh cúng. Có gì mà hết. Bánh bò. Bánh gà.
mỗi ngày 3 đổ đi ăn cho lẹ, ăn cho nhiều. Này là bánh đúc bánh tầm, bao béo bao mập bao ngon. Đây có hủ tiếu bánh tầm. Nãy gì? Hủ tiếu Sa Đéc. Đó. Hủ tiếu Sa Đéc. Ngon không? Ăn một tô thì xong, ăn một cái bánh xèo xong rồi nằm ở đây ngủ luôn, khỏi về. Bánh 100 loại bánh.